Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao mà nhập input từ bàn phím. Ví dụ như mình đánh một cái hàng chữ gì đó, hoặc là mình đánh một cái số vào trong chương trình của mình. Rồi cách dùng if else hay là vòng lặp, là for loop đó, hay là while loop đồ này nọ. Và mảng là array. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, để mình kéo cái window này xuống nha. Mình mở ra cái project cũ nha. Rồi, bây giờ mình làm một cái mới đi. Close solution đi, mình create new project, cũng là console app .NET framework nha. Rồi mình next, console app, thí dụ như mình nói if else, mình nói gì đi, if else hay input đi. Rồi mình chọn cái ngay cái chỗ location của mình là Desktop Project, là cái folder này nè, là của mình đó. Rồi mình next. Rồi chúng ta có một cái chương trình. Bây giờ mình vô cái project folder của mình nha. Mình có cái console app mà gạch input. Rồi cái này là cái project của mình. Rồi khi mình open lên mình sẽ ra giống vậy. Rồi bây giờ mình compile thử coi. Rồi, bình thường vô là mình có sẵn gì rồi. Good rồi. Bây giờ để mình copy ba cái dòng code này. Ba dòng code này thì cái này để nhắc lại là mình đẩy cái cursor, tức là cái con trỏ mình tới cái cột 0, thì nó bắt đầu bằng cột 0 thay vì bằng cột 1, thì nó kêu bằng cột 0. Hàng thứ 23, rồi cái mình in ra cái hàng chữ này, mình nhấn nhấn any key. Để exit program. Rồi mình thử coi, mình run program coi. Đó, program mình sẽ chạy như vậy. Để mình chỉnh lên chút xíu, vô properties mình sẽ chỉnh là layout, mình uncheck cái này cho là mình làm. Thí dụ như chậm đi, font mình chọn Korea New đi, 36 đó, nó bự gì nè, mình ok đó, cái này là của mình. Rồi cho nhấn enter key. Rồi bây giờ mình thử chạy lại coi đó, thấy không, chạy lại coi. Rồi ok rồi ha. Rồi trong cái video trước á thì mình có học á là mình sẽ khai báo một cái biến, ví dụ như mình nói là tên đi, tên nè, tên nè, mình khai báo một cái biến nữa là tuổi đi. Đó, đại khái mình này là nó khai báo, là mình khai báo như vậy đó. Rồi bắt đầu nó hỏi cái kiểu, cái type của cái tên này là cái gì, tức là giống như cái rổ hay cái ly hay cái chén cái dĩa gì đó. Rồi mình nói là bởi vì cái này cái tên là cái chuỗi thì là string, còn cái tuổi là cái số số nguyên integer đó, phải không? Rồi ví dụ như ngay chỗ này mình nói tiếng Mỹ đi, my name is, ngay chỗ này cộng cái name đó, thấy không? Rồi mình xuống hàng, mình nói my age is cái tuổi đó. Rồi mình cầm bài thử cái nó chịu không đó, nó chịu nhưng mà nó báo dưới đây nè, unassigned local variable. Cái này nó nói cái gì, giống như là mình xin cái rổ mà mình chưa có đựng gì trong hết thì nó báo cho mình biết về error là như vậy. Thì ít nhất mình cũng phải đựng cái gì đó, thí dụ như mình nói mình đựng trống lỏng hay là cái tuổi mình bằng không thì gì đó thì nó mới chịu ha. Nhưng mà không sao. Rồi bây giờ đó mình tắt cái tuổi mình trước đi, mình
mình làm cái tắt cái tuổi. Rồi bạn nhớ không, cái này là comment, comment out là chương trình nó chạy nó bỏ qua, cái đó là chú thích của mình thôi. Name, bây giờ tên của mình nè, ví dụ như mình nói nhập tên nè, mình đánh cái này vô nè, mình dùng right thôi, bên này mình dùng right line đi. Thí dụ mình nói what is your name, cái mình đứng ở đây, tại vì mình right thôi là mình không muốn xuống hàng, mình đứng đây mình nhấp nháy mình chờ nó. Rõ, ok. Rồi cái ngay chỗ này bắt đầu mình mới dùng cái hàm, tức là mình dùng cái chức năng của cái class console nó nè, console chấm read line đó. Read line là làm sao? Read line á là nó chờ mình đánh một cái chuỗi vô rồi mình enter đó, là read line. Bây giờ nó không cần cái input nào, thấy không bạn, thấy không? Thì cái function này á, mình để đây nè, cái chức năng này á, mình thấy cái chữ string không nè, đây nè, là nó cái nó trả về, nó nhập vô rồi nó phải trả lời cho mình đó. Thì cái function có nhiều function trả về void thì nó giống như này nè, thấy không? Void là mình không có cần chứa đựng lại. Bây giờ cái read line này nó cần nhập vào từ bàn phím thì nó sẽ chứa lại cái gì đó, bỏ vô cái rổ nha, mình nói cái rổ cho nó quen như vậy. Thì thật sự mình bỏ vô cái gì đó thì mình bỏ vô cái name này, bỏ vô cái rổ tên name này, thì là string của nó trả về cũng là string, hai cái hợp nhau nó mới được nha, cùng loại mới được ha. Giống như là cái rổ thì mình chứa rau rồi này nọ, chứ cái rổ mình bỏ nước vô là nó không được, đại khái nó vậy. Rồi thì sau khi nó nhập từ bàn phím vô một cái chuỗi, nó bỏ vô cái name, rồi cái bắt đầu mình in ra lại nè, mình in ra thí dụ như mình nói mình in này đi để cho nó đó, nó cắt ra. Rồi thí dụ như mình in một một cái right line nữa mà không có input, tức là một cái hàng trắng. Rồi mình làm thử làm sao. Rồi ok ha, ok mình chạy thử đó, nó nói what is your name. Thí dụ như mình đánh Huy, mình đánh enter, búp là nó chạy my name is Huy đó, thấy không? Ok, hết chương trình, hết exit. Cái này phải là do name chứ, ví dụ như do name đó. Thì các bạn thấy không, bây giờ mình nhập vô rồi trong cái rổ tên name của mình sẽ có là tên là Huy rồi, thấy không? Đó, tương tự mình sẽ làm một cái integer, cái tuổi mình cũng copy giống vậy đi nha. Ví dụ như mình nói tiếng Mỹ luôn đi, how old are you, đại khái như vậy. Rồi mình sẽ read line luôn, mình vào cái tuổi đây đó, bạn thấy nó sai chưa? Bởi vì cái read line này nó sẽ trả về cho mình là một cái string này nè, thấy không, thấy không, mà mình chứa đựng trong một cái integer, trong cái rổ integer, tức là đại khái giống như là mình cái này nó trả về, mình kêu nó lấy 3 lít nước mà mình bỏ vô cái rổ là nó chịu thua rồi, bỏ vô nó chảy hết trơn rồi. Bạn thấy không, mình phải cái rổ nước thì phải bỏ vô cái ly, đại khái nó cái kiểu như vậy, nó trùng giống nhau vậy. Thì bây giờ cái này là nó trả về cho mình là một cái string đúng không, cái string. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chỉ cho bạn thêm nè, biến hóa nè, mình cũng dùng console nè. Bây giờ console nè mình để đây nè ha, chấm nè. Không dùng console, mình dùng integer chấm đó. Cái mà giống như cái integer là gì, giống như là một cái class khác ấy. Nó là struct nhưng mà nó giống như cái class thôi, mình mọi thứ nó là object hết đó. Cái bắt đầu mình nó có cái function tên là parse đó, mình enter, mở ngoặc đóng ngoặc đóng dùng đó. Cái mà đơn giản nhất là mình phải làm vậy. Rồi mình để lên đây, giống như bạn thấy giống như không, console chấm readline, tức là class console chức năng là readline. Thì bây giờ giống như class integer cái chức năng là parse, mình để dần.
thì bạn sẽ thấy nè, thấy không, nó nhận vô là một cái chuỗi là string nè, nó trả về một cái integer nè, bạn thấy không, thấy không? Ok, tức là đó, ví dụ như giờ mình copy cái này mình để cất đi, chút mình nói đó, bởi vì cái này nó trả về integer nè, thì mình bỏ vô cái rổ là integer được, tức là cái s được, thấy không, nó không báo, không, nhưng mà mình cần input nó, ví dụ một cái chuỗi thì mình phải hai cái dấu kép đắp kép này. Đây, thí dụ như mình nói 34 đó, thấy không, bình thường nó không nói gì, thấy không, nó bị sai, thấy không. Rồi mình mở cái này ra nè, đó, do h đó, compile không báo error gì hết. Rồi mình chạy nè, what is your name, Huy, enter, búp đó, how old are you, nhưng mà kệ, mình chưa có nhập, nhưng mà nó nói your name is Huy, your age is 34, thấy không? Bạn thấy không? Đó, thì bây giờ bắt đầu mình biến hóa thêm là cái này á, là mình giống như là mình cho nó một hằng số vô, thành cái chuỗi vô. Bây giờ mình nhập từ bàn phím thì là một cái chuỗi thì nó sẽ là như vậy. Đó, thấy không? Bạn thế vô như vậy đó, đó, thấy không? Bạn thấy nó không báo hơn. Cái này là bây giờ mình đọc cái này là nguyên, cái này là sao? Mình đọc từ bên phải, đọc qua nè. Read line, console read line là nó đọc từ bàn phím một cái chuỗi. Lấy cái chuỗi đó, nó đưa cho cái thằng parse, chức năng parse của cái class in. Nó đổi ra cái integer rồi xong nó bỏ vào cái rổ mà chứa đựng integer. Đó, nghe không? Rồi, mình compile cái error không nè. Không nè, tốt nè, mình giờ mình start nè. Đó, theo what is your name, ví dụ như mình nói Huy, enter cái bục, how old are you, 12 tuổi đi, mình nhấn enter, bục, đó, your name is Huy, your age is 12, thấy không, 12 tuổi, thấy không, bạn thấy không, rồi, đó, thì có thể mình thêm cái này để mình biết được cái trong cái rổ này nó chứa là con số, ví dụ như là mình nói 10 năm trước, 10 years ago. Bây giờ mình nói your age was, đó, tức là 10 năm trước thì cái tuổi của bạn là, nhớ đóng ngoặc nha, nhớ đóng ngoặc này, trừ 10, mình nói thí dụ vậy. Thấy không? Khi mà mình đóng ngoặc á thì nó là một cái phép tính. Nếu mình không đóng ngoặc á thì nó là giống như là một cái chuỗi nó cộng nhau thôi. Rồi. Đại khái vậy đây nha. Rồi. Để mình biết cái này nó là cái số. Nè, bây giờ mình bấm nè. What is your name? Huy. Ví dụ như 34, mình enter cái búp. Đó. Your name is Huy. Your age 34. 10 năm trước là bạn là 24 tuổi. Thấy không? Bây giờ mình chạy chương trình lần nữa nè. Với cái số khác nè. Ví dụ như nam. How old are you? Thí dụ mình nói 75 tuổi đi. Đó, thì 10 năm trước bạn là 65 tuổi. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mình có thể nhập một cái chuỗi từ bàn phím vào và mình chứa vào trong những cái variable của mình, là những cái biến của mình. Hoặc là mình có thể convert, tức là mình đổi cái chuỗi đó thành một cái con số. Rồi, để mình cộng trừ nhân chia được. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thử if else là nó làm sao. Rồi, ví dụ như if else nè, mình để cái đây. Thì cái này là chữ thường nha. Nếu mà mình viết chữ hoa gì thì nó không có đổi màu, nó không có màu, không? Nó không có màu là nó không đúng. Nó phải viết chữ thường nè. Cái ngôn ngữ này nó là case sensitive, tức là chữ hoa chữ thường nó khác. À, thì cái này nó quy định giống như trong trong cái ngôn ngữ này thì viết chữ thường nó mới hiểu, chứ chữ hoa nó không hiểu, đại khái như vậy. Thí dụ như vậy, mình coi coi. Thí dụ như if thì mình có cái này, cái kiểu nó làm thì như vậy. Cái này if là chữ thường hay chữ hoa ta? Nghi là chữ thường này. Rồi mình chữ thường đi, kệ bà nó chữ gì nó chữ. Thí dụ như if 1 đi. Rồi thì cái kiểu của nó là viết như vậy. If cái điều kiện ở trong này phải bỏ vô hai cái ngoặc.
rồi cái mình mở mở cái mở ngoặc đóng ngoặc này thì là những cái thằng ở giữa nó thuộc vào của thằng if này. Ok, thì thí dụ mình có else đó, mình ghi else mở ngoặc đóng ngoặc này đó, ghi như vậy cũng được đó. Thì mình thấy không, if else này nó chung một cặp nè. Rồi sau nếu á, giống như mình ngoài đời thường mình á, nếu trời mưa thì tôi ở nhà thì nó chạy trong này, nó sẽ không chạy trong này. Rồi nó không trời mưa thì tôi đi chơi, nó chạy trong này, nó không chạy trên đây. Bạn hiểu không? Nó sẽ chọn ngay cái lúc chương trình nó chạy mà nó nhảy vô đây hoặc nó nhảy vô đây. Ok, giờ mình nhận cái age này đi. Mình nói nếu mà cái age này nhỏ hơn 18 tuổi, à mình nói thì mình in ra cái gì? À mình in ra cái gì, ví dụ như mình in em còn nhỏ lắm mấy anh ơi đó, thấy không? Rồi nếu mà lớn hơn á, thì mình nói em được em đã lớn rồi, ghi kệ em đã già rồi đi đó, thấy không? Đó thì mình dịch thử coi, dịch thử coi 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 dưới này nó được không. Tốt quá, nó không có bị hư gì hết. Rồi mình để mình giải thích lại nha. If else nó viết như vậy nè, nếu mà mình không có cái này cũng không sao, tức là trường hợp if thôi. Thì nếu mà nó không nhảy, nó câu điều kiện này nó không có thỏa mãn thì nó không làm gì hết thôi. Còn có else tức là nó không mà không thỏa mãn cái điều kiện này thì nó làm trong đây, thỏa mãn thì làm trong này. Ok, rồi mình thử đó nha, mình chạy một cái chương trình. Rồi nếu mình nói what is your name thì mình nói Huy, ví dụ mình nói 34 tuổi, mình nói, em đã già rồi, bạn thấy chưa? Nếu mà mình cũng làm cái chương trình đi trang vậy, mình cũng không có chỉnh sửa gì hết, mình chạy tiếp. Ví dụ mình nói nam, ví dụ mình nói mới có 15 tuổi đi đó, em còn nhỏ lắm mấy anh ơi, thấy không? Dạ bạn hiểu không? Bạn hiểu if if với else không? Đó thì mình để mình đi từ từ cho nè, cho bạn coi nè. Đó thì mình bấm vô đó thì mình start. Ví dụ như bạn Trần Văn A, thí dụ như 20 tuổi đó, nó chạy vô đây thì mình nhập 20, trong cái tuổi của mình thì chứa số 20, giá trị 20 thì nó mới kiểm tra 20 nhỏ hơn 18 hay không. Mình bấm nút này nè, step over F10 đó, nhỏ hơn không? Không, số 20 lớn hơn mà, thì nó sẽ chạy vào else à, bạn thấy không? Đó, nó in ra nè, đó em đã già rồi, thấy không? Chạy tiếp nè, hết nè, thấy không? Rồi bây giờ mình thử làm một lần nữa với cái khác là 12 tuổi, enter đó, nó chạy tới đây thì cái giá trị của mình là 12 thì nó kiểm tra 12 nhỏ hơn 18 không, thì nó sẽ trả lời là đúng. Vậy là nếu là nhỏ hơn thì nó chạy vô phía trên đó, nó không có chạy vô phía dưới nữa. Mình chạy tiếp nè, đó nó nhảy ra nè, nó đâu có vô đây đâu, thấy không? Rồi ok, rồi đơn giản thôi, if else đơn giản ha. Rồi bây giờ mình làm cái kế tiếp. Rồi bây giờ mình nói tới vòng lặp nha. Vòng lặp là for loop hay là while loop cũng được. Thí dụ như cái yêu cầu của đề bài đó, mình muốn in từ số 1 tới số 10 thì mình làm sao? Mình số 1 số 10 mình làm như vậy nè. Mình nói mình làm như vậy ha. Để coi. Ví dụ mình nói từ số 1 tới số 10. Ví dụ mình nói đây là số 1. Bạn thấy không? Số 2 thì sao? Đây là số 2. Đây là số 3. Đây là số 4. Đây là số 5. Đó, mình in ra 5 lần. Bây giờ em đã già rồi thì mình đóng cái này lại đi. Đó, để mình đi vào một cái trường hợp khác. Rồi. Mình compile coi. Ê, cái này mình thiếu dấu phẩy nè, các bạn thấy không? Thì nó sẽ gạch dưới nè,
Đó, mỗi câu mình đều phải có này. Rồi, mình chạy lại thử nào. Thí dụ như tên của bạn là này. How old are you? Thí dụ như bà. Đó, đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3, đây là số 4, đây là số 5. Đó, bạn thấy không? Và nếu mà vậy á, thì bây giờ nó tùy 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 cơ ứng biến này. Ví dụ như mình nói, thí dụ như theo cái tuổi đi, cái tuổi mình đừng có nhập nhập số lớn mà mình nhập số nhỏ nhỏ thì vừa vừa, ví dụ như từ 1 tới 10 thôi. Thì bây giờ người ta nhập 3 tuổi thì mình in ra 3 lần, 5 tuổi mình in ra 5 lần, 1 tuổi mình in 1 lần. Họ không lẽ mỗi lần người ta nhập một số mình vô mình chỉnh chương trình của mình sao? À, đúng không? Và cái này nó lặp đi lặp lại nữa thì người ta mới chế ra cái for loop đó. Đó, thay vì nó viết dài dòng như vậy mà nó tùy theo chương trình thì lại làm không được, thì người ta mới dùng for loop là như vậy. Cái kiểu của nó là như vậy: integer i hay là counter là cái bộ đếm đó, bằng ví dụ như bằng một, để mình viết xong rồi mình nói cho các bạn hiểu. 10 nhỏ hơn bằng 10. Counter cộng cộng để mình nói cho nha. Thì cái kiểu của viết for loop là gì? Mình viết chữ for này nè, rồi nó cũng mở ngoặc đóng ngoặc nè, thấy không? Rồi xong mình cũng mới mở mở ngoặc là những cái code của nó mình bỏ chung một đám trong này nè, thấy không? Rồi ở trên đây bắt đầu mình làm gì? Thì bạn có thấy mỗi 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 cái thứ ở giữa này á, nó đều cách nhau bởi chấm phẩy để cho nó phân biệt á, giống như kiểu input, giống như cái này mình input nè, thấy không? Nó có một cái số 1, số 2, số 3, đại khái như vậy, ba phần. Thì cái này là cái tên giống như mình, cái bộ đếm của mình á, giống như mình làm gì á, mình đếm, mình có cái máy đếm, đếm 1 2 3 4 5 6, bạn hiểu không? Tức là làm những cái đám này xong, đếm 1 là giống như mình bị thục dầu đi, làm cái xong cái con thằng nó đứng nó đếm 1. Cái mình làm cái thứ thục dầu cái thứ hai xong cái nó đếm 2. Nó đếm tới 10 là ơi mày bị phạt nhiêu đủ rồi, 10 cái rồi kết thúc. Đó, thì cái bộ đếm là cái thằng đứng nó đếm á. Thì cái thằng đếm á nó phải là cái kiểu số nguyên, nó đếm 1 trở lên, đúng không? Đó. Thì cái này là nó nói cái gì? Kêu cái thằng hey, mượn cái thằng đếm. Mày tên là cao tờ nha. Hoặc là anh A, anh B, anh C gì đó, bắt đầu mày là thằng đếm nha. Nó làm xong mày đếm số 1 cho tao. Bắt đầu bằng số 1. Đó. Rồi sau đó nếu mà nó nhỏ hơn bằng 10 á, tức là nó bắt nó thục dầu 10 cái là phải nhỏ hơn bằng 10. Đó, ví dụ là thục dầu 50 cái thì nhỏ hơn bằng 50. Các bạn hiểu không? Sau khi nó thục dầu xong á, mày cứ đếm lên 1 1 1 1 nha. Ví dụ như 1 thì thục dầu lần thứ hai là 2, lần thứ ba là 3. Rồi, bạn hiểu nguyên cái câu này chưa? Rồi sau đó bắt đầu mình mới nói cái cách thục dầu nè. Ví dụ như mình nói right line, đây là số, cái bắt đầu mình dựa vào cái thằng đếm này. Ê, mày mày đếm tới số mấy rồi mày? Tao đang đếm số counter. Các bạn hiểu ý chỗ này không? Tức là thằng này nó tên là thằng counter, giống như cái rổ vậy, nó chứa số 1, mình làm xong nó là nó nói số 2, làm xong nó số 3 vậy đó. Thì ví dụ khi số 1 thì nó nói là 1, số 2 nó là 2, số 3 nó là 3, bây giờ 5 số thôi. Rồi, chương trình mình đẹp, nó không có báo hư gì hết, đúng không? Đó, rồi bây giờ mình chạy thử cái này nha. Mình nhập số là chữ nè. Mình nhập cái này nè. Đó, đây là số 1. Ô, nó tới 2 lần 1 lần để mình coi có bị gì. Đây là số 2, đây là số 3, đây là 4, số 5. Đó. Ok, tại vì mình nên nghe đây một lần nữa nè. Đó, như các bạn hiểu vòng lặp này chưa? Thì bây giờ đó, mình thử cái nè, mình thử nè, ví dụ như 3 thôi, 5 mới nhiều quá. Mình thử nè, bấm đây nha. Mình chạy đây nè. Mình phải biết nó chạy từng bước nó là cái gì để mình hiểu. Đấy, bắt đầu nè. Đó, cái khởi động bộ đếm lên, đếm bằng không phải không? Khởi động mình bấm nút kế nè. Đó, thấy không? Nó nhảy vô đây, nó khởi động tên là cao tờ, nó đếm bắt đầu bằng 1, bắt đầu nó kiểm tra nhỏ hơn bằng 3 không? Đó, nhỏ hơn 3. Rồi, tốt. Nhỏ hơn bằng 3 thì điều kiện đúng, nó chạy vô đây nó in ra. Lúc đó cái cao tờ tức là cái thằng đếm của mình, cái rổ của mình nó chứa số 1. Đó, thì nó sẽ in ra số 1. Mình chạy tiếp nè. Thích. Đó, mà thấy không? In ra số 1. Rồi cái sao nữa, nó chạy là quay lại ngược lại nữa, cái đó bắt đầu đó, bạn thấy không?
cao tử nó bằng 1 cộng cộng cái mình gạy vô cái nó thành cao tử nó bằng 2, là cái thằng nó đếm lên thêm 1. Hai cái bắt đầu nó kiểm tra, hai nhỏ hơn bằng 3 không? Đúng, đúng thì nó vô đây, nó in tiếp, lúc đó cái cao tử mình đang bằng 2, thấy không? Bấm cái nữa thì đây là số 2, bạn thấy không? Và nó lên nó kiểm tra tiếp. Bắt đầu đang là số 2 nó nói cộng 1 vô. Cộng dồn vô nó bằng 3. Cái này nó nói ôi 3 nó có nhỏ hơn bằng 3 không? Ừ đúng rồi. Thì vô nó in ra đây số 3 đây. Rồi nó chạy lên tiếp. Thằng đó nó cộng lên. À bây giờ ta đang 4. 4 cái bắt đầu đặt câu hỏi 4 nó nhỏ hơn bằng 3 không? Thì câu trả lời là không. Không thì nó bỏ qua, nó không làm trong này nữa. Đó bạn thấy không? Nó chạy xuống này. Bạn thấy chưa? Rồi, kết thúc một chương trình. Rồi bây giờ cái đó là mình làm bằng 3, bây giờ mình dựa vào cái tuổi của người ta mà mình chạy nha. Ví dụ như người ta nói 3 tuổi mình nên 3 lần, 5 tuổi mình nên 5 lần đại khái. Đừng làm số lớn quá, mình này là mình tập dượt thử cho biết thôi nghe không? Đó. Thì mình nói ok. Bây giờ mình nói 3 lần nè. Nó đó, đây là số 1, đây là số 2, đây là số 3. Đó, bạn thấy không? Rồi bây giờ thí dụ như chương trình mình nó lặp đi lặp lại nó chạy tiếp nè. Ví dụ như mình nói 7 lần nè. Cái nó mà đây là số 1 2 3 4 5 6 7 đó, bạn thấy không? Đó, đó là for loop là nó như vậy đó. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ học array nha các bạn. Thì array nó sẽ là giống như vậy. Thì thí dụ như mình nói cái gì mình khai báo biến thì mình cũng là cũng là một cái tên đó, tên là số mình đặt cái gì đó, mình đặt cái gì cho nó kêu, ví dụ như cái rổ, nguyên một đống rổ mình đặt rổ là khá vậy. Rồi cũng là một cái kiểu đúng không? Thì một cái kiểu thì array là cái gì? Hồi giống như một đống rổ thì ví dụ mình xin 10 cái rổ thì nó cho mình 10 cái rổ mình để kế bên. Ví dụ mình xin 10 cái ly, 20 cái ly thì nó để 20 cái ly kế bên. À, thì cái cách khai báo của nó là sao? Thì phải cái kiểu, à cái kiểu thì bây giờ mình nói số integer đi. Đó, thì khi mà mình làm như vậy á thì nó cho chỉ có một số thôi. Thấy không? À, nếu mình muốn cho nhiều số đó, mình đánh cái này vô. Thấy không? Là nó cho mình nhiều số. Thấy không? Ví dụ như mình muốn xin 5 chỗ, đó. Tức là 5 cái số integer kế nhau. À cái chỗ này nó không 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 cho làm như vậy, nó sẽ làm như vậy bằng new in 3 đó, nó có nhiều cách đó để coi cho nó báo sai không. Ok, giờ mình hiểu cái này sao. Bây giờ vậy bình thường mình nói cho tôi đặt tên này là một cái số, cho tôi một số integer mà bây giờ đó nó bỏ hai cái này vô, tức là cho tôi một đống số integer là một cái dạng mảng là array mà sắp kế nhau. Thì nó bằng giống như là nó bằng nha, nó bằng thì mình muốn một 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 mình muốn xin ba cái số integer hay cái array kế bên kế nhau đó, thì mình phải làm cái thủ thuật nó như vậy, mình phải new integer ba số, là nó sẽ cho mình ba chỗ mà đặt kế nhau. Ok, thì bây giờ nó hơi mới thì các bạn sẽ từ từ mình sẽ nghiệm ra. Ok, vậy bây giờ số cái cách của nó assign là các bạn có nhớ hồi nếu mà mình có một số á, thì mình gán nó bằng một giá trị nè đó, thì nó ok đúng không, nó không có báo hư gì hết bởi vì nó là một mảng hay là một cái array á. Thì ví dụ như cái array này á nó bắt đầu từ số 0 thì mình coi đó thấy không, thì nó ok nè. Thì cái điều này là gì để mình dịch dưới đây, thì nó cho mình ba số integer là 1, 2, 3. Đó, hoặc là ba cái rổ, rổ 1, rổ 2, rổ 3. Đó, nó kế nhau vậy đó, thấy không? Thì mình muốn vô cái rổ số 1 hoặc số integer số 1 đó, thì mình phải dùng hai cái móc đó. Rồi mình nói cái này ở trong nó gọi là index, tức là nó sắp xếp như thứ tự như vậy á. Thì có nhiều ngôn ngữ nó bắt đầu bằng cái số đầu tiên là cái index số 1, index số 2, nhưng cái ngôn ngữ này bây giờ rất là nhiều ngôn ngữ nó bắt đầu bằng số 0, tức là cái này là số 0. Đó, index này là index 0, index 1, index 2. Rồi bạn hiểu không?
nó có ba cái rổ để kế nhau, thì cái rổ đầu tiên nó gọi là cái rổ index số 0 đó. Rồi thí dụ như mình nói số thứ hai là mình ăn index 1 bằng cái gì đó, thấy không? Rồi mình nói số thứ ba index này mình có bằng bằng số gì đó, thấy không? Rồi mình giả bộ mình nói index số 3 tức là 4 bằng bằng gì đó, coi nó sao đó. Thí dụ như vậy thì nó báo nè, ủa cái này ăn là không được. Đấy, mình thử coi sao cái đã, coi nó có báo error gì không. Khoan, không báo error, bây giờ mình đóng cái này lại để mình nói sao. Rồi, tức là mình gắn ba cái đó vô giống như vậy. Rồi, bây giờ mình giả bộ mình in ra nè, bây giờ mình tập in là thử coi đúng như ý không nha. À, bây giờ mình cũng làm giống cái này, mình để cách ra cho mình dễ biết. Rồi, thì cái số số không của mình nè, mảng index 0 đó là đi là đó. Copy 1 2 1 2 rồi mình thử coi. Rồi, tức là cái này gì là mình bỏ vô ba cái rổ đó, ba cái số mình in thử ba cái số đó thôi, là cái mảng là mình dùng vậy. Mình thử ra nha, nhập tên của mình, nhập cái gì đó của mình, in ra đó, thấy không bạn, thấy không, index không. Bây giờ mình vô mình coi lại nè, thấy không, đó 23 56 với lại số này, bạn thấy không, đó ba cái ăn kế nhau. Rồi bây giờ mình chạy thử từ từ coi coi nó báo gì ha. À, mình đặt cái này đại đi. Rồi mình chạy vô đây thì mình thấy cái số của mình nó là null không, tức là nó chưa, khi mà nó new tức là nó sinh một cái chỗ, tức là giống như mình đi mượn cái rổ đó, mình nói mượn không mà mình chưa mượn thì nó chả chả có. Bắt đầu cái này mình mượn thiệt nè, nó cho mình nè, đó cái mình kế mình coi nè, thấy không, bấm này coi mình thấy không, không một hai bạn thấy không, tức là sinh ba cái rổ là nó có index đánh đánh số thứ tự là số không một hai đó. Ba cái giá trị đầu tiên là không, bạn thấy không? Bây giờ ví dụ như mình bỏ vô một cái giá trị nè, bỏ vô nè, bạn coi lại nè, để đây mình thấy nè, đó cái rổ thứ nhất mình chứa số 23 nè, bạn thấy không? Cái, đó, bây giờ tương tự thứ hai, thứ ba thì mình chắc có trong ba cái rổ này có chứa ba con số thì đó, nãy mình đã index 0, index 1, 2, đó, bạn thấy chưa? Ok, thì giờ mình in lại cái số này thì mình in ra màn hình thôi. Đó 23 56 đó bình thường đúng không? Rồi đơn giản đúng không? Rồi thí dụ như mình thêm này, ví dụ trong đầu mình hay nghĩ là ba số là nó có số 3, ví dụ mình thử gì đi. Rồi cái mình cầm cầm phải coi, rồi nó không báo sai hết, mình chạy thử coi nha, mình cũng nhấn 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 nhấn, mình cũng cho con số vô, mình đánh cái búp cái bắt đầu thấy không, mình thấy error không, error là bị lỗi đó. Nó chạy vô đây nó nói là index out of range. Cái này có nghĩa là cái gì, cái này có nghĩa là mình xin có ba cái rổ à, rổ thứ không, thứ một, thứ hai à, thứ tự á, mà ngay cái chỗ cái hàng này á, mình nói à, cái rổ thứ ba thì mình xin có ba cái à, là mình đánh số thứ tự không một hai rồi, đâu có cái rổ nào thứ ba đâu, thấy không, thì chương trình mình sẽ bị sai đó, thấy không, đó, mình ngừng chương trình nè, đó, thấy không, cho nên cái này đó, nó gọi là out bound, tức là nó out range, là nó không có nằm ở trong, mình xin có ba rổ ít quá mà mình dùng 4 thì là sai, mình phải xin 4, đại khái như vậy. Rồi thì cái này kết hợp chút xíu nha, kết hợp chút xíu nè, này mình kết hợp với for nè, mình chỉ khi for đó mình làm giống như vậy, mình copy xuống đó. Rồi ở trong đây mình thế cái này, trong đây là mình muốn in ra. Ok. Mình muốn in ra thì từ từ mình nói sao, mình đóng lại đi. Thì mình cũng có cái counter, mình đếm mới đầu là nó chạy từ 0 đi, tại vì index của mình từ 0 mà đúng không? 0 tới 2 đúng không? Thì giờ nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng, hay là mình nói nhỏ hơn cái số 3 đi. Mình xin ba cái rổ nhỏ hơn 3. Mình chạy tiếp rồi nó sẽ in ra. Ok.
tức là nó chạy 0, 1, 2, 3 là bắt đầu nó bị sai rồi, đúng không? Mình nói mảng index số 0, 0 này mình sẽ thế bằng cái này cộng cái này đó, bằng counter cộng đó, thì mình đọc như vậy. Chuỗi này index số 0 trước là người nó chạy lần thứ hai, hai là một, mình bỏ vô đây gì đó là thì ngay chỗ này mình sẽ có là counter đó. Đó bạn hiểu hiểu cách làm không? Đó bây giờ mình thử rồi nha, rồi mình chạy nha. Tên tự. Rồi bạn thấy không, có index là 1, 2, 3 thấy không, mà mình dùng lấy mảng mình kết hợp với lại for loop, cái là mình viết có một dòng thay vì ví dụ như mình nãy 1.000 dòng á, mình phải viết 1.000 lần giống gì thấy không, bây giờ nó chỉ viết vậy thôi. Ok rồi, vậy thì giờ này mình xin 4 thì sao? 4 thì cái này mình có thể cũng được, mình không muốn làm thì mình ngại đi đó. À, mình xin 4 mình phải chỉnh này 4, bạn thấy không, để chỉnh này lên 4 đúng không, mình chạy nè. Enter nè, Enter nè. Đó, 4 thì mình có 0, 1, 2, 3 đó, đó hàng 4 số đúng không? Rồi. Như vậy á thì mỗi lần ví dụ như 5 thì sao? 5 thí dụ mình bỏ vô trong rổ có 4 thôi thì nó cũng được không sao, nên 5 lại coi. Cái rổ thứ 4, rổ thứ 5 đó, tức là 0, 1, 2, 3, 4 đó. Mình không bỏ đồ vô thì nó có thể nó là số 0. Đó, bạn thấy không? Là số 0 thấy không? Rồi, ok. Như vậy á, không lẽ mình mỗi lần thay cái này rồi cái mình thay cái này thay này vậy hả? Thì người ta có một cái thủ thuật mới. Người ta gọi là ví dụ như cái biến của mình là nó dạng array phải không? Array là một cái array nè, là cái mình đã đọc trong đây nè, mình thấy không? Cái tên của cái biến mình là chữ số SO. Cái kiểu của mình á là integer mà array. Thấy không? Rồi thì cái này nó cũng là một cái object luôn các bạn, bởi vì mình mới nói là cái object hay cái class rồi nó sử dụng hoài, thì mình muốn khi mà mình nghe tới object hay class thì mình thường mình nó sẽ có là data member, tức là thuộc tính, rồi nó cũng có chức năng là function, thì mình chức năng mình gọi là mình chấm nè, bạn chấm nè, đó bạn thấy không, có chữ len đó, nó viết giống hệt vậy nha, mình enter cái bút cái mình để này coi đó, thì mình thấy không, khi mà mình chấm mà mình không có hai cái móc á, tức là cái thuộc tính của nó là cái property của nó là mình gọi thẳng, không phải là function, không phải là chức năng, thấy không, nó là property là thuộc tính đó, thì bạn thấy không, cái này nó sẽ trả về cho mình một cái số integer, tức là một cái mảng của mình dài bao nhiêu thì nó trả về cái số cho mình. À, bây giờ mình thử cái chỗ này cái coi nha. Để mình đây nè. Thì bạn thấy cái số này của mình nè. Đó, bạn thấy cái integer 5 không? 5 chỗ này không? Tức là mình có năm cái rổ ở trong, thì từ cái rổ bắt đầu bằng 0 1 2 3 4, thấy không? Đó. Thì cái len này nó sẽ trả về cho mình nè, bạn để lên bạn thấy nè, thấy không, nó trả về là số 5, tức là mình có 5 cái rổ đó, mình không phải thay đổi, hiểu không, ví dụ mình thay cái đổi này để mình sẽ chạy xong rồi mình nói đó, thì thí dụ như mình thay số này bằng bằng 7 đó, rồi cái mình chạy lại nha. Name số enter này là bằng 7 nè, bạn thấy nè, 7 nè, thì cái len này khi mình hỏi nó trả lời mình ờ mày có 7 cái rổ chậm đó, các bạn hiểu chưa, đó tức là nó dynamic, dynamic tức là nó chạy ngay cái lúc đó nó mới biết giá trị. À, ok rồi, ok ha, rồi có mình thêm biến quá nữa nha, thay vì 7 đó thì bây giờ đó mình nói là để coi cái tuổi, hay mình giả bộ mình nói cái theo cái tuổi đi, mình nhập cái tuổi từ từ 1 đến 10 thôi, mình đừng có nhập lớn quá, à, hiểu không, mình nhập lớn quá cái nó bị hư.
nó nhiều quá, đôi khi mình chưa có chắc thử này nọ thì mình học tạm, mình dùng đúng thôi, cái cách sai mình sẽ nói từ từ sau đó. Thì cái nó dựa vào cái lúc lúc đó, ví dụ như mình nói số 5 thì nó cho mình 5 cái rổ, cái tuổi mình là 10 tuổi nó cho mình 10 cái rổ vậy đó. Bây giờ mình thử nè, bây giờ đó mình nói anh em nè, ví dụ như mình nói 3 tuổi nè, thì mình có thấy không cái rổ không, thứ thứ một thứ hai thứ ba nè, thấy không, bạn thấy không đó. Thì cái số đầu tiên mình cho 23, còn mấy số sau mình không có cho, thấy không. Rồi cái này mình đóng lại đi để mình thực tập mà, thấy không. Rồi bây giờ cũng có chương trình đó mình chạy mà mình ví dụ mình chạy số 8 đi đó, bạn thấy không, từ 0 cho tới 7 cái rổ nè, bạn thấy không đó. Rồi bây giờ mình biến hóa chút xíu nữa nha, biến hóa cái này đi, thì ngay cái chỗ này nè, chỗ này mình đóng lại luôn đi đó, mình cũng có cái counter, thấy không, nó cũng chạy tới cái len này luôn. Nhưng mà trong đây nè, đây, đây mình nói cái biến của mình, cái array của mình ngay tại chỗ nào, ngay tại chỗ cái counter đó, là counter bằng 0 bằng 1 2 3 4, mình gán cái giá trị cho nó. Thí dụ như mình gán cái giá trị của nó là bằng counter luôn đi, tức là số đầu tiên mình là số 0 thôi, bằng 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 số đầu tiên của mình là số 1 đi đó. Thì sau khi mình chạy cái này đó thì mỗi cái rổ đầu tiên tại index số 0 thì mình chứa số 1, tại số 1 mình chứa số 2, số 2 đó đại khái như vậy. Thì mình thử coi. Rồi bây giờ mình 5 nè. Đó, bạn thấy không? Mình cho 5 giá trị vô đây nè, bạn thấy không? Đó. Bây giờ mình cho khác đi. Bây giờ mình nói cho 10 đi, coi nó bị hư chưa. 10. Đó, bạn thấy không? Nó chạy từ 1 2 4 10. Mỗi cái rổ nó chứa số, bạn thấy không? Thấy là nó tùy vào cái tình hình input, tức là những cái nhập mình nhập từ bàn phím mà nó theo đó mà cái chương trình mình nó chạy theo. Rồi bạn hiểu ý chưa? Đó, cái đó là cái array. Thì cái array này á, ví dụ như là mình để mình ôn lại nha. Mình đặt cũng đặt tên biến là variable. Cái kiểu của mình là một cái là một cái integer, là một cái số, rồi xong mình làm một cái array. Đó, tức là một đống rổ. Rồi mà mình nếu mà mình mua một đống ly, là tức là cái này nó có thể là boolean, có thể là string, có thể là double, đại khái như vậy. Bạn thấy không? Thì nhưng mà mỗi cái rổ đó trong đó nó phải cùng một cái loại nha, chứ nó không có dụ cho mình mà một cái rổ, một cái ly, một cái thao rồi này nọ, thấy không? Thì tương lai nó sẽ được, nó sẽ làm, mình sẽ chỉ cho các bạn mấy cái đó sau, mấy cái cao cấp nó sau. Bây giờ mọi thứ đều cho nó giống đi đó, thấy không. Rồi thì sau video này các bạn học được những gì, mình học được nhập từ một một cái chuỗi, hay là một cái chuỗi từ bàn phím nè, rồi mình đổi nó nè, mình đổi nó qua một cái số integer nè, nó thành một con số, rồi xong mình dùng if else nè đó, rồi xong rồi mình dùng for loop nè, xong rồi 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 mình dùng mảng nè, array nè đó. Rồi có đơn giản không? Rồi các bạn cứ thực tập đi, rồi cái nào không hiểu thì mình coi lại nha, để mình bây giờ mình giả bộ mình review đi đó. Bây giờ review rồi ha, bây giờ mình giả bộ mình đóng xuống đi, mình mở input nè, folder của mình nè, mình chạy nè, trong debug có cái chương trình của mình nè, mình double click là mình chạy nè đó, các bạn thấy không. Ví dụ mình thấy không, chương trình mình không có cần dùng Visual Studio nữa, cái code này mình chạy rồi. Cái tuổi mình là nhiêu, 4, mình chạy, bạn thấy không, tuổi là 4, trước 10 năm trước thì mình trừ 6 tuổi, thấy không, nhỏ quá, thấy không, thì nó cho 4 cái array nè, bạn thấy không. Đó, rồi mình nhấn cái exit chương trình, mình đâu cần phải viết chương trình lại đâu, mình chạy chương trình lại thôi. Ví dụ như mình chạy chương trình lại tên khác nè, mình cho ví dụ như 14 nè,
mình enter là đó là bạn thấy ô cái này nó hơi dài thì nó bị biến thôi. Cái đó mình chưa có giống như là take care là mình chưa có giải quyết mấy cái trường hợp này nọ chút đỉnh, thì mình làm nhỏ thôi. Thí dụ như 12 đi, coi nó được không đó, bạn thấy không, thì được 12 cái mảng array đó, 12 từ 0 cho tới 10, nó còn 11 nữa mà tại vì nó bị cái hàng này đè rồi. Thôi bây giờ cái trường hợp đó mình tính sao đi, mình nhập nhỏ hơn đi ha, ví dụ 9 đi đó, mình thấy 0 tới 8 là 9 nè, bạn thấy không đó. Mình không có cần phải vô chương trình mình đổi nữa, tức là chương trình mình là chạy ngon lành rồi, mình viết có một lần mình xài hoài đó, đại khái như vậy. Ok rồi tóm lại rồi luôn ha, video này đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ coi kỹ, hoặc là mình tập này nọ cho nó quen, coi cho nó có những cái câu hỏi gì không thì bạn ghi comment bên dưới thì mình sẽ trả lời. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha, nó hay hơn nữa. Ok rồi, bye bye.